Đặc biệt hôm nay có gia đình của thầy Nhuận An phát Bồ Đề Tâm cúng dường trại tăng chung với một số quý Phật tử. Như vừa rồi thầy Thánh Tuệ đã giới thiệu qua tên của các vị Phật tử cùng hùng phước chung để cho cái buổi lễ trại tăng hôm nay được thập phần viên mãn. Dứt nhàn đại diện cho chư Tôn Đức Tăng Ni ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng chân thành quý kính của gia đình thầy Nhuận An, và đồng thời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể gia đình thân khỏe tâm an, chân thuận dưới hòa, và đồng lòng để làm tất cả các việc thiện, phát Bồ Đề Tâm, lão lão thật thật niệm Phật A Di Đà, khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua chị của thầy Nhuận An đã đại diện cho gia đình và chung với quý Phật tử phát tâm cúng dường trại tăng Tắc Bạch. Cô Phật tử họ Đạo có một cái phước duyên rất là lớn, là cụ bà Phan Thị Liến, thân mẫu của thầy Nhuận An, là bà cụ khi cuối đời được gia đình thỉnh lên gần chùa cất cái nhà ở phía dưới này. Khi bà lâm bệnh thì thầy Nhuận An xin phép chúng tôi xuống đó để chăm sóc cho bà, và cả gia đình hầu như ở bên cạnh lo lắng cho bà. Và lần cuối cùng đó là lúc trước khi mất, bà về bệnh viện ở Sài Gòn, gia đình cũng tận tình chữa chạy, lo lắng thuốc men mọi bề. Tuy nhiên bà không muốn ở bệnh viện nữa, thì bà về lại đây thì chúng tôi có xuống thăm bà. Bà có nói rằng gia đình của con hầu như ai cũng biết đạo nhờ ân của sư phụ, tuy nhiên có một người con trai, con muốn mất ở đây để cho con trai lên rồi phát tâm làm những cái phước báu cúng dường, lo lắng cho Tam Bảo. Thì quả nhiên cuối đời bà ra đi thì cả gia đình sum họp hoan hỷ và thỉnh ban trợ niệm xuống nhà để trợ niệm cho bà ra đi, có nhiều cái thoại tướng và nhiều cái kỳ đặc mà bà ra đi rất là đặc sắc. Như thầy Nhuận An nói thì hầu như là bà đã định đoạt trước công việc để bà ra đi. Một gia đình có một người đi xuất gia, nhất nhân hành đạo củ quyền thăng, nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một người trong gia đình phát tâm xuất gia tu hành cũng giống như quý Phật tử tại gia, trong gia đình có một người phát tâm tu hành thì cả gia đình đều hưởng được cái phước của người tu đó, giống như một cây ra hoa, ngàn cây thơm lây. Bà cụ là người nhân hậu, phúc hậu, nhân từ, sanh ra những người con mến đạo, thương người. Và nhất là cô Hoa Đạo, người con nãy đọc Tắc Bạch đó, có hiếu với người mẹ vô cùng. Khi cô đọc Tắc Bạch, có những cái cảm xúc mà làm trong lòng chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi mong rằng những người có mặt ở đây cũng như đang xem trực tiếp, và cũng như chiếc đĩa này ra đăng tải trên YouTube, trên Facebook vân vân, những người con nên làm gì cho cha mẹ khi cha mẹ còn sống và cha mẹ mất. Hãy nên học biểu pháp của gia đình thầy Nhuận An. Biểu pháp là gì? Lúc còn sống lo cho bà ăn mặc ở bệnh, ăn thì cho bà ăn chay, mặc thì vải bô nâu sòng đơn giản, và anh chị em xây cất nhà cho cụ ở đến cuối đời. Và lúc bệnh lo cho bà thuốc men đầy đủ, và lúc
bà ra đi, cả gia đình đồng lòng hộ niệm. Đó là một phúc báu của gia đình, phải không quý vị? Phúc báu gia đình. Còn thế gian thì sao? Thế gian không hiểu đạo thì sao? Lão Phật gia Tổ sư Ấn Quang khai thị, Ngài nói như vậy: ngoài đời có lắm kẻ si dại, khi cha mẹ còn sống giết những con thú vô tội, gà, vịt, heo, chó dâng cho mẹ và cho cha mẹ uống bia rượu dâng lên những ngày lễ mừng thọ, những ngày lễ đám cưới, những ngày lễ sinh nhật, vân vân. Đem những thứ tâm tưởi này dâng lên cho cha mẹ, kẻ này là kẻ bất hiếu, kẻ này là kẻ vô nghi. Vì sao? Vì sao tỏ dậy như vậy? Nói cái chuyện này nó động chạm đến những người ăn mặn, động chạm đến gia đình không biết đạo, cứ cúng mặn, dâng đồ mặn cho cha mẹ. Vì sao? Tổ sư dạy: tất cả các loài chúng sanh là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Nếu mình đem những loài chúng sanh, gà, vịt, heo, chó, bò, dê, giết nó đi, hoặc giả mua thuê người ta giết, tuy rằng không trực tiếp nói người ta giết mà ra chợ mua, đó cũng là hình thức lấy tiền thuê người ta giết. Tổ sư Ấn Quang dạy như thế. Đó là giết cha mẹ của mình trong quá khứ, dòng họ thân bằng của mình trong quá khứ. Nghe cái câu này chúng tôi lặp lại thôi đó. Tổ sư Ấn Quang nói nghe hơi nặng á, nặng con á. Vì mắt phàm, mắt thịt, nhục nhãn, phàm nhãn, chưa mở được thiên nhãn, chưa mở được pháp nhãn, chưa mở được Phật nhãn, cho nên nhìn không thấy con heo, con bò, con dê, con cá, đó là cha mẹ của mình quá khứ, là thân bằng quyến thuộc trong quá khứ, và nó có Phật tánh, nó có thể thành Phật trong tương lai. Thuê người ta giết là hình thức đi mua, đem tiền đi mua là thuê người ta giết. Thì cha mẹ oán mình, oán gia đình mình, thì gia đình này rắc rối, có chuyện. Họ án thì họ phải đi báo oán. Còn mình đến ngày những lễ sinh nhật, những ngày lễ mừng thọ, đem những loài súc sanh đó về bảo dưỡng cẩn thận, cho nó ăn uống đầy đủ và đem đi thả, thì những con vật này nó mang ơn mình, thì nó phải đi báo ơn, đúng không ạ? Quý vị muốn báo ơn hay mua báo oán? Ở trong này những người nào gan dạ lắm mới dám ngồi đây nghe nha. Và những người nào chưa ăn chay trường được, gia đình còn cúng như vậy, thì cố gắng ngồi nghe, từ từ tìm cách để gỡ, gỡ rối trong gia đình. Nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thế giới hà sầu bất thái bình. Thế giới nào chẳng được thái bình, nếu chúng sanh không còn giết chóc lẫn nhau. Mười phương nào có nỗi đau binh, nào có bệnh dịch truyền nhiễm. Nhà nhà là gia gia, người người là hộ hộ, cùng tu thiện, thì cả thế giới này làm sao không được thái bình, đúng không? Câu nói này là của các vị tổ khuôn vàng thước ngọc. Vì sao trong lò mổ sát sanh mà thế giới lại tranh giành chiến tranh? Vì con người mình có người giết cho nên mới có người ăn. Khi mà người giết như vậy, bây giờ họ giết được con chuột, con gà, con dê, con bò, thì từ từ họ sẽ tìm cách để giết con người. Đó là tâm sát, nhân duyên trùng trùng duyên khởi.
làm cái này được thì tiếp tục sẽ làm cái khác được. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là tâm thức biến thiên. Và những loài súc sanh khi giết, nó kêu gào, la khóc, oán thù ngập trời mây, thì nó phải đi tìm người để báo oán. Còn hôm nay gia đình thầy Nhuận An cũng như một số quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng hôm nay cũng như là những ngày trước và tương lai muốn phát tâm cúng dường trai tăng, là đem cái phẩm vật tinh khiết thanh tịnh dâng lên cúng dường cho chư tăng, thì thọ mạng mình kéo dài. Vì sao? Cái đạo lý này có đạo lý không? Có. Cúng dường phẩm vật tinh khiết là trai, và chư tăng thọ dụng là tăng, gọi là trai tăng. Chư tăng dùng phẩm vật tinh khiết này đem cái thân giả huyễn này tạm dùng với rau cỏ phẩm vật tinh khiết để nuôi thân qua tháng ngày, để tu hành liễu sanh thoát tử. Quý vị đang giúp cho những hành giả con của Phật A Di Đà mau trở về lại nhà cố hương Tây Phương Cực Lạc. Công đức quý vị lớn lắm. Không biết quý vị nghe cái điều này có cảm xúc không? Chúng tôi cảm xúc. Hàng ngày mấy trăm người vô đây ăn cơm chay miễn phí, đem đồng tiền thanh tịnh, bát gạo tinh khiết đem về nấu gạo tẻ, gạo nếp thơm, phẩm vật, loại thực vật, không phải động vật, cung phụng cúng dường, gọi là cung kính cúng dường trai tăng. Thì cái đồng tiền này đem đến đây cúng dường có ý nghĩa, có mục đích, và đồng tiền này không bao giờ mất. Vì có bố thí tài mà, là trong mạng mình được đang tích chứa tài, thì mình và gia đình phải làm ăn khấm khá, phát đạt. Đó là lẽ tất nhiên, không cầu cũng phải tự có. Còn nếu không biết đem tịnh tài đi cúng dường mà cầu cho có tài, thì dường như là trồng cây mà không chịu bón phân tưới nước cái gốc, không tưới nước cho cái rễ mà cứ mong ra trái. Cũng có trái, một mùa hai mùa nó chết à. Không làm phước mà hiện tại đây giàu có tiền, thì đời trước có tích lũy, nhưng trong một đời này nó sẽ hết, không để đời thứ hai. Còn người mà biết phát tâm bố thí cúng dường, gia đình họ có thể kéo 5 đời, 10 đời đến cháu chắc chích. Vì phước báu cúng dường lưu tử tôn, tồn tại đến tử tôn là con cháu. Quý vị tin điều này không? Ở trong này không biết ai là phàm tăng thánh tăng, mà cúng dường cho một vị phàm tăng thôi, công đức cũng là thù thắng hơn kẻ ăn xin. Tặng cho kẻ ăn xin một số tiền, đó là bố thí. Phước báu có, nhưng không bằng cúng dường cho phàm tăng. Cúng dường cho phàm tăng không bằng cúng dường cho thánh tăng. Thánh tăng chứng đắc sơ quả A-la-hán, phước báu người ta rất thù thắng. Và cúng dường cho thánh tăng không bằng cúng dường cho Bồ Tát, và cúng dường Bồ Tát không bằng cúng dường cho Phật. Hôm nay cả gia đình cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Phàm Tăng, và cho toàn thể quý Phật tử hôm nay thọ dụng, công đức không thể nghĩ bàn, đúng không? Hôm nay cái lễ này tuy rằng là đơn giản so với những lễ trai tăng lớn, chúng tôi bố trí để cho quý Phật tử phát tâm tắc bạch sau khi chúng tôi chia sẻ xong. Ở đây gọi là giải hiểu nghĩa thú những lời dạy của Phật nói về pháp cúng dường, và sau đó rồi chúng ta ra thọ dụng ở trai đường. Trước khi thọ dụng đó có tịnh tài, tịnh vật. Hôm nay đem tịnh vật là đồ vật tinh khiết cúng dường. Và đặc biệt hôm nay mẹ của thầy An, bà cụ lúc trước là bán gừng, bán tất cả những loài củ quả. Thầy Nhuận An nghe chúng tôi nói Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng
sáng uống một ít nước gừng, đi ra ngoài có thể mang cục gừng nhỏ nhỏ trong túi để nó có cái dương khí trong người, thì vi trùng corona nó sợ. Và Thượng Tịnh Không nói thì thầy kêu gừng bữa nay cháy luôn, cháy tức là có giá quá chừng. Mà thầy kêu để thầy làm mỗi Phật tử quý chư tăng cúng dường người bệnh mang về. Nhưng mà mấy chủ nhật trước thấy vắng vắng, hình như chủ nhật ngày nay nghe nó có gừng ở về đông. Quý vị thấy đơn giản thôi, nhưng mà bằng tất cả tấm lòng của gia đình, cái bịch gừng thấy rẻ tiền thôi, nhưng mà bao nhiêu người này là nhiều tiền lắm. Bữa nay gừng có giá mà. Mang về làm sao? Gọt vỏ ra, sắc lát mỏng mỏng, bầm nhỏ nhỏ, nấu canh, xào, có chút gừng, ăn nó ấm tì là ấm bao tử mình, ít có bị thương hàn. Rồi làm nước ra uống, đừng có bỏ đường. Hơi cay một chút so thôi nhưng mà tốt. Mà Thượng nói đây là cái pháp mà Quán Âm chỉ cho Ngài. Bồ Tát Quán Âm chắc hiện thân chỉ cho Ngài sao đó, Ngài nói. Cho nên cái vấn đề cúng dường là một pháp nhân quả rất rõ ràng. Pháp nhân quả này, Tổ sư Ấn Quang nói, trong đời mạt pháp này mà không dùng cái pháp nhân quả mà nói thì chúng sanh đau khổ không biết cơ mang nào. Bởi vì họ làm ăn thất thoát, họ làm ăn lỗ lã, họ làm ăn không có tiền, có vô đầu này ra đầu kia, họ không biết nguyên do. Nguyên do từ đâu? Nguyên do là không biết phát tâm bố thí cúng dường, có nhiêu hưởng hết bao nhiêu, gọi là hưởng phước bất khả hưởng tận. Hưởng tận thì phải đi ăn mày, đúng không? Phải đi ăn mày thôi. Chúng tôi có một người quen tương đối cũng thân lắm, gần như là gia đình, ở bên 30 thuộc, giàu quá chừng luôn. Tiệm vàng, ba tiệm vàng tại thành phố Ban Mê. Mà bà vợ mỗi khi mà đi cúng dường thì phải giấu. Nếu mà ông biết được một cái là ông chửi tan nát. Biết ông chửi sao? Bà làm lắm trò, làm tào lao, mấy ông thầy chùa ông ngồi mát ăn bát vàng, ông sung sướng vậy mà còn mang tiền dâng cho ông nữa. Nói thậm tệ vô cùng. Bà này vẫn đem tiền lén lút đi để cúng dường. Nhưng chưa hết đời ông này chưa hết đời, con té vỡ não, bắt đầu lấy tiền chữa cho nó, lấy cái não mang xuống Sài Gòn để hấp rồi để nuôi nó từ từ, tiền tầng lần nó ra hết hồi nào không hay. Ông dám tuyên bố là một đời này ba tiệm vàng ông ăn không hết, cho nên ông không cần làm gì, ông cũng không cần bố thí cúng dường, cũng không làm phước chi hết trơn. Cái tiền này làm xài cho sao mà cho hết được mà đi làm phước bố thí cúng dường. Mấy ông thầy nói tào lao. Tiền mình cất ở trong túi, bỏ trong ngân hàng, có vàng như vậy thì làm sao xài nó hết. Không tin nhân quả. Không ngờ cái đầu của cái đứa con đó, nó phá sạch ba tiệm vàng. Khi nó tỉnh lại, nó khỏe rồi, nó ăn chơi cho phải biết luôn. Cái đó là có phước mà không biết làm phước, gọi là đang hưởng si phước. Si là si mê, ăn những loài súc sanh, đi xuống vùng biển thôi, ăn đồ tươi sống. Có tiền hưởng đi, lỡ ngày mai chết rồi sao hưởng. Kẻ này là kẻ đáng thương, đáng thương vô cùng, bởi vì họ không hiểu pháp nhân quả. Sống thì dâng cho cha mẹ rượu thịt, chết rồi cũng dâng cúng cho cha mẹ rượu thịt. Thì sống làm cho cha mẹ lu mờ tâm trí, và trong người cha mẹ có độc vì trong thịt có độc. Chết rồi đem tiếp tục tâm thức của chúng sanh bị giết, bị đau khổ, bị kêu oán đó để tiếp tục làm cho cha mẹ mình đọa lạc. Thì kẻ này không phải là có hiếu, kẻ này là đại bất hiếu. Sáng Ấn Tổ nói không phải dâng rượu thịt
khi còn sống và khi mất, cúng rượu thịt là có hiếu đâu, đó là đại bất hiếu. Sao không lấy là gạo tẻ nếp thơm, sao không lấy những vật tinh khiết là rau củ để mà gì, để mà trước là cúng cho nó tinh khiết thanh tịnh, sau đó rồi đãi đằng mọi người. Đó là pháp tuy rằng đơn sơ thô cạn, nhưng tột cùng của lý tánh là ở đấy. Tột cùng lý tánh là gì? Cho họ ăn chay là giúp cho họ nuôi dưỡng lòng từ. Thương loài vật không giết nó, đó là cách nuôi dưỡng lòng từ của chính mình. Và đem thức ăn chay cho mọi người, đó là nuôi dưỡng lòng từ, đúng không? Mà lòng từ đó là gì? Đó là diệu dụng của tánh đức. Lòng từ đó là diệu dụng của tánh đức. Và người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nếu không có lòng từ á, thì không thể vãng sanh. Đó là tịnh nghiệp tam phước. Thứ nhất đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết. Nuôi dưỡng lòng từ của mình là không giết. Nuôi dưỡng lòng từ của người khác là đem thức ăn chay, phẩm vật tinh khiết cho người khác dùng, là nuôi dưỡng lòng từ của người khác. Đó là tự lợi và lợi tha viên mãn. Viên mãn. Tại tỉnh Thất Quan Âm có những ngày gần như là nấu đến 2.000 suất ăn chay. Chúng tôi nói thầy Tuệ, thầy Thiện làm những món ăn thiệt là ngon, dâng lên cúng dường các vị Bồ Tát. Bồ Tát mới dám về đây niệm Phật, chứ không phải Bồ Tát thứ thiệt về đây chạy mất. Không dám. Niệm Phật có thấy có gì đâu, niệm Phật có được cái ích lợi gì đâu. Tôi ở ngoài tôi bán giấy số, tôi ở bên ngoài đó tôi bán rau cỏ, tôi kiếm ngày cũng được mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, cho vô đây niệm Phật có được cái ích gì đâu. Đó là phàm tình đi so lường giữa phép pháp thế gian, là kiếm tiền kiếm bạc lo cuộc sống, với lại pháp liễu sanh thoát tử của xuất thế gian so sánh. Và cuối cùng tâm phàm nặng quá, phải đi theo cuộc sống phàm phu tục tử, rồi gây ra nhiều chuyện rắc rối. Rắc rối lắm mà. Người tu hành liễu sanh thoát tử, họ tin rằng không có trí tuệ phân định được giữa pháp thế gian là tiền bạc của cải danh lợi, họ không phân biệt được. Nhưng mà họ tin lời Phật, tin lời Tổ, họ ở đây họ chân thật, họ niệm Phật, thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt. Đó là tài sản quý giá nhất, đúng không? Tài sản quý giá nhất. Cho nên hôm nay chúng tôi khuyên các vị đồng tu, nhất là quý thầy, nhiều lúc quý thầy khuyên gia đình cũng không được luôn. Không được thì sao? Thôi tùy duyên chứ biết làm sao. Khuyên không được thì sao? Quý thầy là tỳ kheo xuất gia rồi, nhưng mà về nói gia đình cúng chay không chịu. Gia đình nói xưa bày nay làm, ông cố ông sơ, ông ăn mặn ông chết, bây giờ phải cúng mặn chứ. Cha mẹ cũng ăn mặn, giờ phải cúng mặn cho ông về ông réo chứ đó. Cái đó là xưa bày sai, nay làm theo sai, đúng không? Rồi thôi bây giờ nếu mà họ đã như vậy thì quý thầy hoặc quý chú về nhà thăm, hoặc giả là quý Phật tử không nói được thì đi làm gì? Xếp chén rửa chén là chắc cứu. Đừng có cắt gọt nha. Qua có cái cô Phật tử cô nói con đang ở bên Hàn Quốc, nhà mẹ chồng con bên cạnh, đám giỗ qua ép con ăn, con không ăn. Ông chồng con nói đỡ là nó ăn cái này vô nó ói, nó không có quen đâu. Còn lo xếp chén rửa chén à? Được. Xếp chén rửa chén được. Không có cộng nghiệp sắc gọt. Bầm một miếng thịt á là có cái nhân quả. Chừng miếng thịt của mình nó cũng bị bầm lại vậy đó. Rửa chén được. Cho nên sống trong cõi phàm mà tin lời của Phật, Bồ Tát, của Thánh không dễ đâu. Mình là phàm nè, phàm phu tục tử chưa chứng sơ quả Tư Đà Hàm, Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mà tin lời của các vị này nói không dễ, không dễ tin. Tin các lời của các vị Bồ Tát Phật nói không phải dễ. Bởi vì mình đồng cảnh giới thì tin rất dễ dàng.
Nếu mà mình vô sơ quả tư đà hoàng rồi thì cảnh giới tương đồng, các vị nói về cái cảnh giới, nói những cái lời của các vị thánh thì mình tin rất là dễ, bởi vì mình đồng cảnh giới rồi. Còn cái này mình không đồng cảnh giới, cho nên nói mình bây giờ thì nghe đó, mà chút nữa mình bỏ tay này lọt qua tay kia mất tiêu. Cho nên mới gọi là phàm phu không thể nào suy lường được thánh trí mà. Trí của bậc thánh, của bậc Bồ Tát, trong văn sao đó là Bồ Tát trí đó. Ấn Quang là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Ngài nói toàn là những lời của hàng Bồ Tát, nhưng mà cái cách dùng cái ngôn từ của Ngài để cho phàm phu hiểu được, dễ hiểu, có thể hành được, mà hành khó à. Hành khó cực kỳ. Nghe thì hiểu nhưng mà hành khó. Cho nên muốn biết trong cõi thiên hạ không có chiến tranh, không có ôn dịch, không có sâu rầy, không có những loại châu chấu nó bay ngập trời mây, thì hãy nhìn trong lò mổ, tiếng kêu đau khổ của chúng sanh giữa đêm trường. Hôm bữa thầy Tệ có đọc hai cái câu này, nó vần thơ: muốn biết trong cõi thế gian con người không có chiến tranh, ôn dịch, đau khổ, thì hãy nhìn vô trong lò mổ có tiếng chúng sanh kêu giữa đêm trường hay không. Nếu có tiếng chúng sanh kêu oán giữa đêm trường thì trong thế gian này là một bãi chiến trường, tàn sát lẫn nhau kinh khủng lắm quý vị. Như vậy hôm nay mình phải làm gì? Mình phải làm gì? Mình là người biểu pháp ăn chay trường. Không ăn chay trường được thì ăn chay ngày, nhưng mà ngày nào cũng ăn là được. Cái bà đó mọi người, con nghe thầy nói không ăn chay trường thì ăn chay ngày, con cũng mừng, cuối cùng ngày nào cũng ăn thì cũng như chay trường rồi. Thôi ăn chay trường cho rồi. Ở trong này ai ăn chay trường đâu, giơ tay lên coi, giơ cao lên coi. Đó, còn mấy mạng chưa ăn đó, nghe chưa? Hầu như 90% rồi. Bữa nay về nghe giấc nhàng nói sợ quá. Sợ là đúng. Có mấy thầy bạn cũng nói trời ơi, thầy nói cái kiểu của thầy cho mấy người ăn mặn người ta bỏ thầy hết, kiểu vậy mà họ cũng khoái nghe. Vì sao vậy? Họ có thiện căn. Có cái người đó viết thư hỏi Ấn Tổ: con chưa ăn chay trường được, con có niệm Phật được không? Thì Ấn Tổ nói là niệm Phật được, nhưng mà nó không bằng cái người ăn chay. Không phải là ăn mặn là không niệm Phật được, cứ tiếp tục niệm đi, từ từ Phật lực gia trì, rồi sẽ chuyển cái tâm mặn, tâm sát đó, tâm giết đó, từ từ chuyển sang tâm từ bi hỷ xả, là sẽ ăn chay được. Vì đó làm theo. Ngài kêu đọc cái lá thư số mấy ở trong tam biên đó, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại vài chục lần là ăn được. Đúng thiệt, ông đó không đọc vài chục lần, ông thấy Ngài nói cái mẫu chuyện này, ông về ông ăn chay luôn. Mẫu chuyện sao? Cái mẫu chuyện mà nói là loài súc sanh là cha mẹ của quá khứ và hiện tại này, có thể là nó chết nó làm cha mẹ mình cũng có. Hôm nay chúng tôi muốn nói điều này để cho tất cả những người có mặt hôm nay và những người nghe đĩa trực tiếp, đang nghe trực tiếp và nghe đĩa lại, phải làm sao muốn cứu vãn cái quả địa cầu này. Đi việc đầu tiên ăn chay kiên giết phóng sanh để cứu vãn môi trường. Chúng ta trở lại cái vấn đề là cái việc mà giết súc sanh đó là giết cha mẹ. Có mẫu chuyện đàng hoàng. Có cái gia đình đó, cha của cái chú này chết rồi, còn mẹ thôi, mà gia đình cũng nghèo khổ, làm lụng rồi kiếm sống cũng vất vả. Sau đó rồi bà cũng chết luôn. Nó thường thì làm lụng kiếm sống vất vả đó, thì đụng nghề gì hả làm nghề đó, kêu giết gà giết gà, kêu giết dịch, kêu làm chuyện gì mò tôm bắt ốc rồi sát sanh gì họ làm hết, miễn sao có tiền à, đúng không? Quay đời á, vô thế đường cùng rồi là kêu gì làm ở đó, đến nỗi gọi là bằng cùng sanh đạo tặc, kêu đi ăn cướp biên buôn heroin cũng đi luôn, miễn sao có tiền là được à. Không tin nhân quả, làm những điều này nó sẽ bất an và khổ đau, ảnh hưởng đến cái pháp luật nhà nước, họ không tin nhân quả được.
Thì cuối cùng bà này bà mất rồi, thì đứa nhỏ nó cũng đi làm thuê làm mướn. Buổi trưa đó nó đang ngủ, nó thấy bà hiện hình, nó mừng quá kêu má, má chết rồi sao bây giờ má còn sống, má lại đến gặp con được vậy má. Kêu má, má như con thấy như vậy cho má là con heo. Hỏi má làm sao là con heo. Kêu cách năm nhà, từ nhà của mình cách năm nhà là tới cái nhà mà má là con heo cái. Bảo thì bà mất cũng thời gian 5-10 năm bắt đầu là đọa làm con heo, cho nên thành ra là gần nhà con heo ở đó. Bữa đó ông chủ chuẩn bị giết mần thịt đi bán, do có người mua để mà tổ chức đám cưới. Mà trong này có ai đám cưới thịt không? Đám cưới thịt cho có hả? Thì mình nhờ mình đám cưới vậy thì người ta mới giết súc sanh để người ta bán cho cái người để nấu chứ. Thì nó nghe, nó sửng sốt, nó kêu ổ má làm sao là con heo. Kêu má làm tạo nghiệp ác sát sanh nhiều quá cho nên má là con heo. Bây giờ con tìm cách nào nhanh 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 để con tới, để mà con cứu mẹ, cứu má đi. Rồi nó vừa nghe như vậy nó thức dậy tốt một hộp, hồi hộp bàng hoàng. Thì ổng chuẩn bị cầm dao là bắt đầu bà con dò bà chạy, bà sợ quá bà ra bà báo mộng. Thì cuối cùng nó nghe như vậy nó đi tới năm nhà là la, nghe con heo là ép 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 đâm cổ, đâm hồng nó chết mất. Thì lúc này nó nhìn nó thấy cảnh tượng đó một cái, nước mắt rơi lệ, trong lòng đau khổ tột cùng, nằm lăn xuống đất quơ quào. Mẹ con là con heo, như vậy người chết phải thành heo hay sao? Đúng, trong kinh Phạm Vọng nói người chết thành heo, heo chết làm người chết làm dê, dê chết làm người chết làm chó, chó chết làm người. Ghê gớm không? Nó quào, nó nằm, nó lăn lộn, cứ như là nó quá đau khổ. Và từ lúc đó cái ấn tượng mà mẹ là con heo thì nó không dám ăn thịt nữa. Ông Tổ nói là thấy thịt là nó kinh hoàng, bởi vì nó thấy rõ ràng trong mộng mẹ báo cách năm nhà là mẹ là con heo, người ta chuẩn bị giết, đến cứu không được, cứu mẹ không được. Cho nên giờ tất cả chúng sanh đó có thể người nó làm heo, rồi heo làm người, người làm chó, cho nên không ăn thịt gì nữa hết. Rồi nó mới phát tâm đi xin tiền để cúng dầu cho các chùa, cúng đèn dầu cho các chùa. Nó xin tên người nào ghi vô trong sổ người đó. Cái câu chuyện này là chúng tôi đọc vô chúng tôi ấn tượng. Chúng tôi nói nếu mà người nào mà nghe được câu chuyện này mà còn ăn thịt là gan cùng mình. Gan dữ á. Thì khi mà xin tiền rồi bắt đầu nó cứ có người ta cho ít nhiều gì nó cũng ghi tên trong cuốn sổ hết. Sau một thời gian rồi có người cùng tên với nó, mà cái người cùng tên đó là phạm tội giết người cho nên bị truy nã. Thì cuối cùng lại quan thấy nó là cùng tên cho nên thành ra cùng họ tên luôn. Rồi cuối cùng là bắt nó vô chuẩn bị xử trảm chém đầu, nhưng mà quan dưới không đủ thẩm quyền đưa lên quan trên. Nó cứ kêu oán, nó nói tôi không có giết người. Những cuốn sổ này là tên người ta phát tâm cúng dầu cho các chùa, tôi ghi tên vô đây thôi. Nhưng mà mấy ông quan ông nói đây là đồng bọn, nó ghi tên vô đây có số tiền, cho nên nó ăn cướp nhiều lắm, cho nên thành ra là nó mới ghi tiền ở trong sổ như vậy, là tên của người rõ ràng như vậy, không có chối cãi. Thì mang lên quan trên, ông quan trên này là cũng như là quan cũng như là quan xã mà chuyển lên quan huyện ấy mà. Thì ông này ông có trí tuệ, ông biết, ông thấy đứa này cái mặt mũi nó cũng hiền lành, người ăn chay thời gian nhìn cái mặt họ hiền sáng ra nghe, thấy không? Còn người ăn mặn nhìn lâu ngày cái mặt họ nó tối ra, nó dữ. Nói như vậy không? Không phải là người nào ăn chay cũng là hiền đâu nghe. Nếu ăn chay mà không niệm Phật thì cũng bà cố dữ luôn ạ. Cái rồi lên quan trên nói bằng cớ gì chứng minh cho cái việc là không có giết người, cùng tên họ đàng hoàng đây mà chối cãi sao được? Thì nó mới kể hết cái câu chuyện lúc trước là hai mẹ con sống với nhau rồi mẹ chết rồi là thành con heo báo mộng qua cứu mẹ không được. Từ đó là không có ăn mặn nữa, chỉ ăn chay thôi và không có làm việc gì xấu ác hết. Tên những người này để là quyên mộ dầu để mà cúng dường cho các chùa. Khi mà nó nói cái sự thật như vậy là cảm được cái tâm của cái ông quan trên. Ông nói ồ vậy là mày ăn chay từ trước đến giờ, vậy tao thử nha. Mang cái dĩa thịt ngon lành xào chiên nấu xong thơm phức mang ra để trên bàn, nói phải ăn. Nó đang lới sớ chuẩn bị
không biết có nên ăn hay không. Ông cầm cái cục xích, ông vỗ lên ba cái rầm, ông la hét, ông kêu phải ăn. Nó vừa cầm nó đưa tới miệng là nó ói máu tươi ra luôn. Thì ông quan hỏi lý do gì ói máu, kêu nhìn dĩa thịt này là nhớ mẹ, mẹ là con heo. Thì bây giờ làm sao dám ăn thịt của mẹ nữa. Thì ông nói đúng, thằng này bị oan. Ông bắt đầu là ra quyết định xóa án tử hình và chỉ một ngôi chùa cho cái chú này đến đó tu. Bắt đầu ông về đó ăn chay niệm Phật tu, và đến cái lúc ngài ra đi là biết ngày giờ vãng sanh. Đây là câu chuyện có thiệt, đây là câu chuyện có thật 100% trong Văn Sao Ấn Tổ kể. Ngài nói gì? Ngài nói thêm cái ý của ngài. Ngài nói gì? Nếu ai cũng nhìn ra được thịt tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình, giống như chú bé này, giống như vị thầy mà từ chú bé này đi xuất gia tu hành thành tựu được, cũng từ cái tâm nuôi dưỡng lòng từ không giết, thì không bao giờ dám ăn thịt chúng sanh nữa. Thương nó không hết. Mà khi mình không ăn thịt thì cái cộng nghiệp để giết không có, thì thọ mạng mình bắt buộc phải kéo dài, ít bệnh hoạn, và lúc lâm chung thân thể không đau đớn. Đó là cái nhân ăn chay phóng sanh, và khuyên người ăn chay phóng sanh kiên giết. Cái pháp này quan trọng lắm, trong kệ tu trì Ấn Tổ có nói đúng không? Đừng làm các ác, văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Công đức vô lượng của người ăn chay và ăn đúng chay trường, trứng gà cũng không ăn, sữa con bò cũng không uống luôn, kỹ như vậy. Ngũ vị tăng hành hệ tội nén kiệu không ăn, gừng ăn được, gừng nó không phải ngũ vị tăng, nó không có hăng. Hôm nay mang một bịch tỏi cho lên là kẹt á, nó hăng nó hôi, uống ăn được á. Những Phật tử mà họ hôm nay ngồi trong gia đình họ đúng cái tâm trạng là đang cúng mặn, đang ăn mặn, một mình họ đang phấn đấu. Có cô đó một mình con chống lại với mafia. con nói gia đình là mafia. Hỏi sao gia đình mafia? Họ ăn mặn, họ không biết tu, họ ghét thầy chùa. Mafia của thầy chùa rồi. Một mình chống lại mafia mà cuối cùng chống cũng thắng. Bắt cô ăn chay, cô ăn vô là cô đi cầu ra đau bụng, rồi ăn vô là muốn mửa. Ông nói đủ kiểu, cuối cùng ông cũng phải thua. Ông thua rồi bắt đầu ông mới gì? Ông mới cùng phe trở lại. Ông nói vợ tôi ăn chay mà nhìn thấy đẹp ghê á. Chánh phải thắng tà thôi, dứt khoát là như vậy. Thank you.